Vâng, xin chào quý vị các bạn trở lại với trên Hùng Xe Hơi. Và đầu xuân năm mới thì xin gửi lời chúc sức khỏe, an khang thịnh vượng đến mọi quý khách hàng đang theo dõi kênh. Thì khai xuân năm nay cũng có khá là nhiều thông tin mới muốn truyền tải tới quý khách hàng, và có lẽ là hot nhất thì ở đây chúng ta có phiên bản Forlanger XLS, và đây là phiên bản số sàn. Mức giá niêm yết là 650 triệu và đây là form 2020. Quý hàng có thể thấy thì đây đã thay đổi cái màn hình 8 inch và đã được trang bị hệ thống Apple CarPlay cũng như là Android Auto. Thì hiện nay cái phiên bản này đang là có mức khuyến mại tại thời điểm trước Tết đang là từ 35 đến 40 triệu đồng. Và tuy nhiên cái phiên bản mới này thì chi tiết về giá bán thì quý hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với mình qua hotline. Thì mình cùng xem là so sánh với cái phiên bản cũ thì phiên bản mới 2020 nó sẽ khác như nào. Thì sơ qua như này, chúng ta có thể thấy cái màn hình cảm ứng mới thì nó đã bỏ luôn cả cái hệ thống dãy số bấm ở phía bên này rồi, hai bên xe rồi. Và cái hệ thống ở dưới điều khiển điều hòa và cũng như là điều khiển gió thì vẫn cơ bản giống như vậy. Màn hình hiển thị không khác gì. Đây, trên vô lăng thì vẫn có cruise control và vô lăng trợ lái điện. Số sàn 6 cấp và cân bằng điện tử. Ok, ra ngoại thất xem như nào, rồi ngó thêm chiếc xe cũ. Về cái kết nối Apple CarPlay và Android Auto thì mình sẽ làm một cái video riêng để giới thiệu quý khách hàng cũng như hướng dẫn được chi tiết hơn. Đây, phiên bản số sàn hay số tự động thì không khác nhau nhiều. Vẫn mức giá niêm yết 630 và 650 triệu. Đèn thì vẫn là đèn halogen projector như này thôi. Đó. Số sàn 6 cấp đấy. Xi nhan tích hợp ở trên mang cá. Về cơ bản thì không khác gì cả, không khác gì nhiều. Vẫn động cơ 2.2 và 160 mã. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ đỡ được khá khá một khoản một cái màn hình DVD, giá thị trường trung bình nó khoảng 10 triệu đồng. Đó. Ford năm nay thì cũng cải tiến rất là nhiều cho các phiên bản của mình, với một phiên bản mới ra mắt và nâng cấp trên từng phiên bản riêng. Đây, cái thùng xe này thì vẫn là thùng không, và trên phiên bản mới thì đuôi xe vẫn vậy. Đấy, không có cảm biến hay camera lùi. Tuy nhiên thì chúng ta đã có sẵn là cái màn hình để hiển thị được cái camera lùi, cũng như lắp thêm cũng khá là tiện. Không phải lựa chọn cái camera lùi tích hợp màn hình kẹp gương. Đó. Rồi, đây. Thì đây là cái phiên bản 2019. Đấy, màn hình thì chỉ là màn hình đơn sắc và chỉ là hiển thị thông thường thôi. Và các phím điều khiển này, vặn này, thì ở phiên bản kia nó đã chỉnh xuống hết xuống dưới này. Đấy, dưới này sẽ được tối giản khá là nhiều. Trên này thì hoàn toàn là màn hình. Nó cũng là một sự nâng cấp khá là hay và hoàn toàn là miễn phí ở trên phiên bản Forlanger. Mọi chi tiết về giá bán, khuyến mại và cũng như là chương trình lái thử, hay quý khách hàng có nhu cầu cần tư vấn thêm về xe thì vui lòng liên hệ trực tiếp với mình qua hotline đang đính kèm trên video. Xin chúc năm mới mọi người làm ăn phát đạt, sức khỏe và thành công. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.